Hello, cho Phước xin chào cả nhà nha. Hôm nay Phước sẽ mời các bạn cùng theo dõi Phước làm vườn nha. Hôm nay Phước có một cái đề tài này rất là hấp dẫn. Phước muốn chia sẻ cùng các bạn gần xa ha. Đó là Phước lợi nhà người quen của Phước. Phước làm vườn. Thì chút xíu nữa Phước sẽ cho các bạn xem Phước làm cái gì cho các bạn gần xa cùng xem nha. Ok. Rồi, và bây giờ thì Phước đã đến nơi. Phước sẽ quay xung quanh cho các bạn cùng xem cái khu vườn mà Phước hiện tại đang giúp một người bạn làm ra cho nó được sạch sẽ và đẹp đẽ hơn lúc trước ha. Ok, và bây giờ thì Phước đã đến nơi. Bây giờ Phước mời các bạn cùng theo dõi Phước coi Phước làm cái gì ở trong khu vườn này nha. Ok. Rồi, giờ đây trước mặt của bạn là một cái khung tròn ha, mà Phước đã bỏ thời gian ra để Phước làm nha. Thì hiện giờ còn thêm một cái nữa, đó là phía bên đây. Đó, Phước đã đào cái vòng tròn. Đó, vòng tròn đã xong. Thì chút xíu nữa thì Phước sẽ cho các bạn xem cái cách Phước làm nó như thế nào nha. Nó có hai cây bự giống vậy nè cả nhà. Đó, cây này là cũng do Phước cắt, tại vì ở phía bên trên là mấy cọng dây điện á, cho nên nó không có tốt cho lắm, cho nên Phước cũng đã cắt hai cái cây này nó ngắn xuống và gọn gàng lại ha. Ok. Đó, đẹp không? Phước quay sơ cho các bạn cùng xem ha. Rồi chút xíu nữa Phước sẽ cho các bạn xem cái cách mà Phước làm nó như thế nào nha. Phước cho các bạn xem mấy cái hoa này mà do chính Phước chọn nè. Đó, đẹp lắm. À, còn cái cây này nó giống như cây hoa lan vậy đó. Nó có rất là nhiều màu sắc nha cả nhà. Đó, đây. Ok. Và bây giờ thì Phước sẽ mời các bạn cùng theo dõi Phước cách Phước làm nó như thế nào nha. Sau khi các bạn xem xong thì nhớ thả cho Phước cái like, hay là bạn nào mà chưa đăng ký vô cái channel của Phước á, Út Quê Hương 2, thì nhớ ủng hộ Phước để mà đăng ký ha. Đó, đó là mấy cái sỏi mà Phước đã mua. Ở phía đây nó có mấy cái bông rất là đẹp các bạn. Phước quay cho các bạn xem chút xíu nữa nha. Này. Mấy bông rất là đẹp nha. Hôm nay thời tiết mây bình rất là đẹp nha cả nhà. Khoảng 20 mấy độ, rất là ấm áp nha. Đó, mấy cái bông rất là tuyệt vời. Đó, đẹp lắm. Bên đây có cái loại bông màu vàng ở đây nè. Phước quay thêm cái loại bông này nữa, Phước sẽ làm cái vòng tròn cho cả nhà cùng xem nha. Ok. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Phước làm nha. Ok, và bây giờ thì Phước sẽ cho các bạn xem mấy cái vật liệu, giá cả nó như thế nào nha. Trước nhất thì Phước sẽ cho các bạn thấy như cái cục gạch mà Phước làm xung quanh cái vòng tròn á, thì cái giá nó là 3 đồng 49 sen một cục ha. Đó, như các bạn thấy thì cái cục nó bự, chiều ngang của nó là gần 20 cm ha, và chiều sâu của nó thì
khoảng 12-13 cm. Đó. Ok. Như một cái vòng tròn ở phía bên ngoài thì Phước lót là 36 cục. Còn hai tầng của dòng nhỏ ở phía bên trong, một tầng là 15 cục. Cho nên hai tầng thì được 30 cục ha. Tổng cộng hết thảy cho nguyên một cái khung tròn này thì 66 cục nha cả nhà. Ok. Bây giờ Phước sẽ qua cái vật liệu khác, Phước quay giá cả cho các bạn cùng xem nha. Rồi, và đây. Đây là cục sỏi trắng. Nó một bao như vậy là 15 kg ha. Đó, cái cục nó bự như vậy. Thì mỗi bao thì 12 đồng 98 sen cho mỗi bao nha. Và kìm kế để lót ở dưới cái sỏi màu trắng thì Phước sẽ bỏ cái sỏi nó kêu bằng Volcano ha, Volcano Red. Đó. Một bao như vậy là 20 kg. Thì nó cái giá của nó một bao là 9 đồng 98 sen cho mỗi bao ha. Phước sẽ quay gần cho các bạn xem, cục đá nó giống vậy nè. Đó. Giống vậy đó. Đây là cục đá mà để Phước lót ở phía bên dưới. Rồi sau đó Phước sẽ bỏ mấy cục sỏi màu trắng lên. Ok. Ok, và bây giờ Phước sẽ chắc mấy cục gạch này lên. Và Phước sẽ làm cho một vòng thứ hai, đó là 66 cục nha. Ok. Ok. Và bây giờ thầy Phước đã mua xong 36 cục gạch để lót xung quanh ha. Và kế bên đó thì Phước mua đất phân để mà Phước trồng mấy cái cây ca bông ha. Thì mỗi một bao như vậy này các bạn thì khoảng 8 đồng, 7 đồng mấy 8 đồng một bao ha. Đó, Phước mua được 3 bao. Rồi, xong. Dạ bây giờ thì Phước sẽ chạy về cái chỗ mà Phước làm cái vườn nha. Let's go. Ok, cái việc đầu tiên mà Phước muốn làm đó là Phước cần làm cái diện tích của cái vòng tròn nó bự nhỏ như thế nào thì tùy mỗi người ha. Thì của Phước thì làm từ cái giữa cái thân cây ra cái vòng tròn bán kính của nó là 1m2 ha. Thì cái cách của nó rất là đơn giản nha các bạn. Phước chỉ cần cột một cái đầu vào cái thân cây và một cái đầu kia thì Phước cột vào cái chai xịt á, thì Phước chỉ cần xịt vòng tròn cái là nó sẽ ra cái bán kính vòng tròn mà mình muốn ha. Đó.
Đó, Phước chỉ cần làm vậy thì Phước sẽ có một cái bánh bán kính tròn nha cả nhà. Ok. Còn và bây giờ việc kế tiếp thì Phước sẽ làm cho cái mặt đất nó bằng với nhau ha. Trước khi Phước để xi măng và Phước sẽ lót gạch nha. Thì khi mà làm cái mặt đất cho bằng á, thì tốt nhất là mình chọn từ ở cái vị trí mà nó thấp nhất và mình đi dài xung quanh cái vòng tròn cho nó bằng thẳng với nhau ha. Thì ở đây là cái thước đo cái độ mà cho nó nghiêng ha. Thì mình thấy cái cục bóng bóng ngay chính giữa thì cái độ nghiêng nó bằng với nhau ha. Ok. Rồi, và bây giờ thì Phước đã làm cho gọn gàng một cái vòng tròn ha. Mặt đất hiện giờ thì nó cũng tương đối nó bằng ha. Thì bước kế tiếp Phước sẽ dùng một cái cục gạch để mà Phước đập cái mặt đất xuống cho nó bằng thêm nha. Rồi sau đó Phước sẽ làm bước kế tiếp nha. Đó, cái mặt vòng tròn tạm thời thì nó đều ha, nó tương đối là nó không bị cái kiểu cái mặt đất á, nó bằng á. Ok, và bây giờ thì Phước muốn biết cái độ cao mà nó bằng với nhau á, thì Phước chỉ cần để một cái cục gạch ở phía bên cái độ cao và một cái cục gạch ở phía bên cái độ thấp ha. Thì Phước sẽ để cái đòn dài ngay chính giữa. Và Phước sẽ dùng một cái cây thước có cái bong bóng như vậy. Đó. Thì tạm thời cũng tương đối là nó bằng với nhau ha. Nghĩa là nó không có thấp và nó không có cao. Đó. Và bây giờ thì bước kế tiếp thì Phước sẽ bỏ xi măng lên. Ok, và bây giờ thì Phước chỉ cần sắp mấy cái cục tiếp theo cho nó bằng với nhau là được rồi ha. Nó giống như vậy. Đó. Thì Phước sẽ dùng cái cây thước Phước đo. Nếu mà cái cục bong bóng nó nằm ngay chính giữa, nghĩa là hai cái cục này
nó bằng với nhau ha. Đó. Ok, thì cứ thế mà Phước cứ sắp dài cho nó thành một cái vòng tròn. Thì sau đó Phước sẽ xong. Khi nào Phước làm xong thì Phước sẽ quay lại cho các bạn xem cái vòng tròn Phước đã làm ha. Rồi, và bây giờ thì Phước đã xong một cái vòng tròn rồi ha. Cái bước kế tiếp thì Phước sẽ phủ cái lưới cho nó nằm ở phía bên trong. Và sau đó thì Phước sẽ xịt nước cho xi măng nó ẩm ướt ha. Ẩm ướt thì khi mà nó khô rồi á thì nó sẽ cứng những cái cục gạch Phước lót xung quanh vòng tròn ha. Ok, bây giờ mời các bạn xem tiếp Phước làm gì nha. Ok, và bây giờ thì Phước đã đang lót cái miếng lưới ở phía bên dưới ha. Sau đó thì Phước sẽ đổ sỏi lên vậy đó. Mình lót như vậy thì đừng cho cỏ nó mọc lên nha. Ok. Rồi, và bây giờ thì bước kế tiếp Phước sẽ gãi sỏi lên ha. Đang cho nó đè mấy cái miếng cải để mà đựng cho cỏ lên nha. Đó. Ok. Rồi, và bây giờ thì Phước sẽ làm đến cái vòng trong nha. Phước sẽ để lên 2 tầng. Mỗi một tầng vậy thì nó có 15 cục ha. Thì 2 tầng. Rồi, ok. Rồi. Và bây giờ thì Phước sẽ để lên cái tầng thứ hai nha. Đó, nó cao và đẹp như vậy nè. Đó, cứ để sole xanh kẽ nó như vậy ha. Đó. Rồi sau đó thì Phước sẽ đổ cái phân vô trong đất vô ở phía bên trong. Thì sau khi đổ đất xong thì Phước sẽ trồng mấy cái bông lên. Là Phước kể như Phước đã xong một cái vòng tròn. Ok. Các bạn nhớ xem xong thì nhớ tải cho Phước cái like nha. Nếu mà bạn nào chưa có đăng ký á thì nhớ vô đăng ký cho channel của Phước Út Quê Hương 2 nha. Rồi ok. Đó, rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó, 2 tầng là đẹp lắm rồi. Không cần phải để cao lắm đâu. Đó. Để lên nhìn rất là sang nha cả nhà. Đó, 2 tầng vậy đó. Ok. Rồi, 2 tầng là kể như xong nha. Giờ Phước tiếp tục là đổ sỏi vô. Sau đó thì Phước sẽ đổ sỏi màu trắng. Là kể như gần xong. Cái bước cuối cùng là Phước chỉ trồng mấy cái cây vô là kể như xong. Rất là đẹp nha cả nhà. Rất là đẹp. Vậy Phước chỉ cần gãi ra cho nó đều ba cái sỏi là được. Ok, bây giờ Phước quay tới đây ha. Khi nào mà Phước trồng hết mấy cái cây vô xong á thì Phước sẽ quay lại cái cảnh đó cái nữa là cảnh như Phước xong nha. Ok. Rồi, và bây giờ thì Phước sẽ xịt cho nó ẩm mấy cái xi măng nằm dưới ha. Mình xịt như vậy khi mà nó khô rồi á, xi măng nó sẽ cứng. Và sau đó nó sẽ làm cho cứng mấy cái cục gạch Phước để xung quanh nè. Đó. Đó. Phước quay gần cho các bạn cùng xem. Đó. Khi mình xịt như vậy á, nó sẽ ẩm cái xi măng ha. Đó, vậy đó. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì Phước sẽ
đổ cái phân vô trong chính giữa để Phước trồng bông ha. Cái phần này á, ở trong cái khung tròn ở phía bên trong á, Phước để thêm một mớ lá, nó làm phân luôn. Và nó có thể nó giúp mình để mà cho nó cái đất nó cao lên chút xíu á, mình tiết kiệm được cái đất mình bỏ vô ha. Đó. Đó, bây giờ thì mình bỏ phân vô nha. Rồi sau đó Phước sẽ trồng mấy cái bông. Rồi. Và bây giờ thì Phước sẽ trồng mấy cái bông vô nha. Đó, vậy nè. Đó. Ừ. Anh trồng cho nó đều 4 cây được rồi. Đó, đều 4 cây. Rồi lắp đặt rồi. Sau đó mình sẽ bỏ cái sỏi trắng lên. Ủa, mình còn sỏi đỏ không? Chút xíu nữa gãi chút xíu sỏi đỏ, móc ở ngoài bỏ sỏi đỏ vô. Sỏi đỏ vô cái mình gãi sỏi trắng nha. À, mời các bạn xem cái loại bông này nha. Nó cái dạng nó giống như cái hoa lan nha cả nhà. Đó, màu trắng. Còn bên đây là màu đỏ nha. Đó, rất là tuyệt vời, màu đỏ. Rồi. Anh trồng trồng về cho đều. Phước mua chỉ có 4 cây thôi. 2 cây đỏ và 2 cây trắng nha. Đó. Ở khung giữa thì Phước sẽ trồng 4 cái cây bông này và xung quanh thì Phước sẽ trồng cái loại sen ha. Nó giống như phía bên đây. Đó, sen này. Cái loại sen này thì mình trồng trong mấy cái khung tròn vậy á, nó không có lên cao. Nó chỉ mọc ra thêm mấy cái nhánh con á thì nó sẽ nằm ở dưới thôi chứ nó không lên cây. Ha, nó rất là đẹp cho những cái cảnh mà cái khung giống vậy ha. À, tuyệt vời. Ok, chút xíu nữa Phước quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Ồ, quá tuyệt luôn. Rồi, và bây giờ thì Phước sẽ đổ cái sỏi trắng vô ha, cho nó tăng thêm cái màu sắc á, thì nó nhìn rất là đẹp. Mình gãi, khi mình gãi cái sỏi trắng vô á, mình gãi sơ sơ thôi, nó tạo cái vẻ rất là đẹp, đừng đổ nhiều quá, đổ nhiều quá nó mất cái vẻ đẹp á. Cho người ta nhìn vô thấy cái màu sắc á thì nó rất là đẹp. À, tuyệt vời luôn. Rồi. Rồi, và bây giờ thì Phước tạo thêm cái màu sắc ha. Thì Phước kia sẽ gãi vô cái màu đen. Không, anh bỏ màu xanh vô nữa. Có xanh vô cái nó mới thấy cái màu đen. À, Phước sẽ gãi thưa thưa mấy cái xanh vô thôi. Các bạn thấy rõ không? Có màu vô cái nó tạo cái vẻ đẹp á. Mình gãi thưa thưa thôi, không cần phải gãi nhiều. Nó vậy đó. Rất là tuyệt vời nha. Ok. Rồi, bây giờ Phước quay tới đây. Khi nào Phước làm xong hết, Phước sẽ quay cái cảnh cuối cùng cho cả nhà cùng xem nha. Rất là đẹp. Sổ trắng thì Phước có 5 bao nha. Đó, 5 bao, 1 bao vậy là 15 kg. Anh Châu đi đâu hả? À. Nhậu nè hay gì? À. Mới gọi người ta kêu. Chờ tôi chưa không còn hơn nửa tiếng nữa. Dạ xong rồi anh có đi đâu đi em làm cho. Cần chi gấp. Sớm về sớm chứ. Thưa thưa nó đẹp lắm.
đó mới gọi cho ông rồi đi chạy qua đây với bộ. Hả? Đi chạy qua đây đi, từ đường này thử nó rớt rồi có rồi. Rồi, và bây giờ thì kể như Phước đã xong hai cái vòng tròn. Tuy đơn giản nhưng mà nó tăng thêm cái vẻ đẹp cho cái khu vườn nha. Ok, như vậy thì đến đây cho Phước xin tạm ngưng. Phước sẽ hẹn gặp lại các bạn vào dịp tới ha. Phước chúc các bạn có những ngày mới thật là vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc nha. Ok, rất là đẹp nha cả nhà. Dạ, tăng vẻ đẹp đúng không? Đó, bây giờ anh cảnh cái anh dẹp hết mấy cái cục này, tống cho đi hết là xong rồi đó. Rồi bắt đầu em mua đất về, em ấy mấy cái lỗ rồi nè, làm cho nó sạch sẽ rồi cái vườn. Với lại em mua cỏ, về em gãi. Gãi cho nó cỏ. Trời, cái này cái loại mà phải chặt cái rễ này nè. Chặt nó cho nó bằng nha má. Phải, cái rễ này á. Cái rễ này nó đâm vô đây, nứt hết à. Vô thôi, chặt nó lên trong, mấy cái máy phải. Bự đi là cắt ngay đây. Cắt ngay cái khúc này ra nè. Không, cắt ngay đây. Được chứ. Bắt đầu bứng nha, ngồi lên biết nổi không? Cắt ngay đây. Thì cắt hai bên đó thì được, bứng được, bứng được, bứng được. Được ha. Ừ. Bắt đầu chia mấy cái rễ này mà nó bự. Bằng chân rồi cái đầu. Cái thân nó cỡ đó là cái rễ cỡ đó đó. Đây nè, nó đâm vô một cái này ta cắt nó nè. Giống như cái dồi cho dồi vô và nó còn đâm qua bên này nữa ta cắt một cái rồi nè. Đó, rồi làm cho sạch cái em chét mấy lỗ rồi nè. Mua phân về bắt đầu em mua cỏ về em gãi. Là đừng bây giờ đừng ai đậu xe đây nha. Không ai đậu xe đó. Làm đẹp nha. Bữa nào ta đào lên chút này. Em đào đi rồi em cắt, em lại em lấy máy cắt. Em kêu ta cắt. Bữa nào là bữa nào. Không ảnh giờ xiên lắm, ảnh có chắc ngoài. Xiên lắm. Xiên dữ lắm. Xiên lắm. Làm 16 ngày. Ồ ông nào nói cho bia trong cái chậu kia. Ông nào? À biết. Mày với không có, tôi hết rồi. Chắc ngang, bia đi của ngang này, của ngang này, bia bu rồi. Tôi hồi uống ken xong rồi. Đây mấy mẹ. Ờ cái xi măng anh giấu cho cát kìa. Thì vừa mẹ nó để đây mưa cái thôi đem về. Đây rồi em đẩy cái đó rồi đó. Để cái này nữa em cần để em làm cái trụ sao á, đổ xi măng. Giờ giờ. Bỏ hai cái gặp lại. Để em làm cái trụ. Em đem thùng này đi nè. Đó anh dẹp cháu gọn đi rồi em tới em làm mấy cục đó. Cái này cháu đẹp á. Cái gì giữ lại hả? Thùng nhiều dữ. Ừ không thôi làm cái tường chỗ này được nha cháu. Tới cửa nè đâu có mở ra. Được chứ. Cửa ra vô mà. Được chứ. Còn đâu có đi đâu. Không đi làm cái tường. Lúc giờ cao là nhiều cái tường. Ờ chắc vậy làm cái bức thang cho tao vô trong. Trèo vô ông nội lụng mà ông xuống trèo vô. Cao vậy ai mà trèo. Thôi cao mới ngã hả? Nó ngã. Cái này chỉ được chắc hai ba tầng thôi. Bốn tầng là cao à, anh cao quá nó ngã cho gục nha. Rồi vậy đi em về. Bữa nào đi lấy thùng nước, lấy thùng nước. Anh tới anh dẹp mấy này được rồi. Rồi bắt đầu em tới em tu sửa thôi cái này cho anh ta. Rồi xong chỗ này bắt đầu nhập ra sao làm cái giặt thôi. Ha. Rồi ba đi bữa nào gặp. Dẹp ha. Bữa nào rảnh thì dẹp hết nha. Băng nào? Cái đó không sao, nó không chảy không? Sợ xi măng không?